Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rơi vào thế thập diện mai phục gây gò cho Tô Lâm. Quốc hội đang đưa Tô đến thớt. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, ông Tô Lâm đã được ông Tổng đỡ đòn bằng cách cho trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam chụp mũ tất cả những bài viết có ý kiến góp ý cho việc làm của ông Tô Lâm. Nói chung, mọi ý kiến đều bảo ông Tô Lâm phải sửa. Thêm vào đó là Tô Ân Sô cũng lên tiếng bênh vực cho sai phạm của Tô Lâm và ra tay gỡ rối cho ông sếp của mình. Đấy là phía ủng hộ, còn phía tấn công ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên không nói lời nặng nề với ông Tô Lâm vì ông Tô được ông Tổng đỡ đầu. Vì vậy, ông Thủ tướng cũng đang muốn khoét vào sai phạm của ông Tô Lâm. Đây là phát súng đầu tiên cho những người muốn triệt hạ ông Tô. Được biết, sai phạm của ông Tô không chỉ có ông Thủ tướng lợi dụng, bóng chủ tịch Quốc hội cũng đang nhảy vào để đánh hội đồng. Đây là hình ảnh ông Tổng luôn ủng hộ ông Tô Lâm. Mới đây, ngày 5 tháng 8, báo chí Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời chất vấn về vấn đề hộ chiếu mới tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vào ngày 10 tháng 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, trong đó có hai nhóm vấn đề, nhưng nhóm vấn đề quan trọng nhất thuộc trách nhiệm của Bộ Công an với nội dung thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Một số nội dung cũng sẽ được chất vấn như quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội liên quan đến phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen và cho vay nặng lãi cũng là nội dung được chất vấn tại phiên họp này. Trách nhiệm trả lời chính ở nhóm chất vấn về thứ nhất là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô đang cố giải quyết rắc rối cho ông Tô Lâm. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 giữ nguyên kích thước so với quyển cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành màu xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, lần lượt các đại sứ quán các nước như Đức, Tây Ban Nha, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã thông báo dừng cấp thị thực và hộ chiếu mẫu mới vì không thể nhận diện được nơi sinh của người đang sử dụng nó. Trong khi đó, Anh, Pháp thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 8, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết không có vướng mắc gì liên quan đến hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường. Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao giải quyết theo con đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về chương trình phương án, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo. Như vậy, ông Tô Lâm đã không tiên liệu được những khó khăn dồn dập. Mặc dù được ông Tổng che chở và ông Tô Ân Sô giải quyết rắc rối, nhưng vấn đề là nếu làm lại hộ chiếu mới cho những người lỡ giữ hộ chiếu không có nơi sinh sẽ phát sinh kinh phí khổng lồ. Vậy thì nguồn kinh phí phát sinh này ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây? Và đặc biệt là việc ai đã quyết định làm cuốn hộ chiếu mà không có nơi sinh như vậy? Đây là hình ảnh sắp tới ông Tô Lâm đang phải trả lời trước Quốc hội Việt Nam chất vấn về vấn đề hộ chiếu. Tất nhiên là những lãnh đạo thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải chịu trách nhiệm, nhưng người đứng đầu Bộ Công an phải là người chịu trách nhiệm chính và cuối cùng. Cho dù có lùi bước trước công luận thì đối thủ chính trị của ông Tô Lâm vẫn có thể lợi dụng vào việc chi tiền đổi hộ chiếu để tấn công ông Tô Lâm thêm một lần nữa. Một sai phạm tưởng nhỏ nhưng ông Tô Lâm lại gặp rắc rối rất nhiều. Cứ mỗi lần như thế thì lại có một kẻ từ bóng tối nhảy ra khoét vào sai phạm của ông Tô Lâm. Chắc chắn ông ta sẽ phải vất vả hơn rất nhiều về bộ hộ chiếu thiếu nơi sinh này. Ông Tô Lâm giờ chẳng khác nào kẻ lọt vào thế trận thập diện mai phục được dâng sẵn của các đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy chờ xem ông Tô đỡ thế nào.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Ân Sô xả thân cứu Chúa. Nếu Tô lớn chìm thì liệu Tô nhỏ có nổi được hay không? Trong Bộ Công an của Việt Nam hiện nay có nhiều phe phái khác nhau, nhưng đang có hai phe mạnh nhất cạnh tranh quyền lực điều hành bộ này. Nhóm thứ nhất đó là phe của Đại tướng Tô Lâm và Trung tướng Tô Ân Sô. Phe thứ nhì là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc. Khi ông Tô Lâm lâm nạn, phe Trần Quốc Tỏ im re, nhưng ông Tô Lâm Ân Sô thì luôn đứng bên ra để bênh vực ông Tô Lâm trong mọi tình huống. Ông Tô Ân Sô hiện nay là Trung tướng, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam và là người phát ngôn của Bộ Công an. Những ngày qua, ông Tô Lâm đang bị dính vụ hộ chiếu tím than rất phức tạp, ngày một lan rộng trên toàn cầu. Áp lực từ nước ngoài, từ người dân và từ báo chí đang dồn dập đổ về ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, một cánh tay đắc lực của ông Tô Lâm. Ban đầu tưởng đâu cú sẩy chân này nhẹ thôi, nhưng không ngờ vấn đề nghiêm trọng đến mức ông Phạm Minh Chính cũng phải lên tiếng, vì Thủ tướng Chính phủ đã phải ra tay. Xem ra ông Tô Lâm không cứ cố chấp mãi được, phải có giải pháp để cho cơ quan quản lý nhập cư của nước ngoài không làm khó dễ cho người dân Việt Nam khi đi ra nước của họ. Đây là quyền lợi chính đáng của người dân và là trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an mà ông Tô Lâm là người đang phụ trách. Được biết ông Tô Lâm có một đặc tính được xem là yếu điểm mà các đối thủ chính trị của ông hay lợi dụng, đó là tính cố chấp đến cùng, vì bản chất võ biển xưa nay của ông vẫn như thế. Có những vụ rất nhỏ người ta nhận sai lúc đầu thì vấn đề không bị đẩy đến mức nghiêm trọng, nhưng ông Tô Lâm lại khác, ông rất cố chấp. Và điều này tự làm khó chính ông, mà vụ không chịu trách nhiệm sai trong hộ chiếu bìa tím than này là một thí dụ rất rõ nét, vì nó đơn giản là thiếu thông tin nơi sinh. Không rõ sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm có trụ được nữa hay không, hay là suy yếu qua một sai sót tưởng chừng như nhỏ con như thế. Ông Tô Lâm đang ở thế rất kẹt, tư cách của một bộ trưởng mà lỡ cương rồi, giờ rút lời thì rất xấu hổ vô cùng nếu đem in lại hộ chiếu. Trong lúc này, một ông họ Tô khác đã nhân cơ hội ra mặt đỡ đòn cho ông Tô Lâm bộ trưởng. Vào ngày 3 tháng 8, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam cho biết, Bộ quyết định sẽ ghi bổ sung ở phần ghi chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân, đồng thời sẽ nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô đã cứu Tô Lâm một bàn thua trông thấy, nhưng dường như vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ vào tháng 8, phóng viên đã đề cập đến vấn đề luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, rằng trước các phản ứng của một số nước vừa qua, cục chức năng của các bộ hoặc Bộ Công an sẽ có tác động như thế nào đối với việc này. Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho hay, hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng nội dung của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam từ năm 2019, thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của ICAO. Đồng thời, rất nhiều quốc gia trên thế giới không ghi mục nơi sinh trên hộ chiếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Mông Cổ, Saudi Arabia, và đây là điều bình thường. Lại một lần nữa, ông Tô Ân Sô dùng những lời lẽ này để biện minh cho ông Tô Lâm. Và ông nói tiếp, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Hiện chỉ có một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, do vướng một số yếu tố mang tính kỹ thuật do các quốc gia này thông tin. Trung tướng Tô Ân Sô đã nói như vậy trong cuộc họp báo của chính phủ. Ông nói tiếp, trước mắt để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân mang hộ chiếu. Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm, Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ. Nhưng điều này sẽ gây tác hại rất lớn cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước, vì họ phải đi rất xa để phải ghi chú có mỗi nơi sinh của mình. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người được cho là đã được đàn em ra đỡ đòn. Như vậy là ông Tô Ân Sô đã lùi bước trước các phản ứng từ các nước và từ dư luận xã hội, nhưng vẫn bảo vệ chủ trương của ông Đại tướng Tô Lâm để không phải in lại cuốn hộ chiếu này. Cũng không hiểu ông Tô Ân Sô có nhận ra sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm đang chìm hay không. Nếu ông Tô Lâm chìm thì ông Tô Ân Sô làm sao nổi nếu không tách sự nghiệp chính trị của ông
ra khỏi sự trói buộc của ông Bộ trưởng.